Raptor đang có hai chiếc full black, đó chính là mạc S450 và BMW 735i. Đó. Thì anh Tuấn Anh đang trong quá trình chụp lại hai chiếc xe này. Và hai chiếc xe này thì cũng đi theo một tông, đó là all black rất là ngầu. Thì cái background này là một cái background mà hầu như tất cả các xe sau khi thi công tại Raptor thì đều chụp tại đây. Và một số xe thì sẽ được đi ra ngoại cảnh. Và đương nhiên thì cái vị trí nó cũng sẽ gần quanh đây thôi, không thể nào mà mình có thể đi xa được. Đây là cái góc nhìn từ phía sau của chiếc BMW. Hai cái mâm rất là ngầu luôn. Trời ơi, cái mâm. Mẹ đây đen quá. Đen này nó nằm trong môi trường đen, nó không thấy cái gì. Xong rồi, giờ không thấy cái mâm đâu luôn á. Đúng rồi. Mình sẽ reaction hai cái mâm này. Em quay cái đoạn mà anh thử con gian này không? Mình dục đi. Thì mỗi lần chụp hình là 5 sợi. Đúng rồi. Thì cao thì cháu hút. Bây giờ là mình sẽ... Mà chụp hình cắt logo thì cũng đủ. Đây là photo xịn sò. Không, từ từ ngày đầu vô Raptor thì tôi đánh giá là đây là photo rất là thật thà, nhưng mà từ lúc mà tôi thấy cái hình photo là hình của tiền hình của anh Năm Sậy là tôi chắc môi móc. Không, cái đó là cuộc sống thực tế, nó phải như vậy chứ không phải là gì. Cái này là tạo một cái động lực. Bây giờ là hồi xưa anh Tuấn Anh á là không có gia đình, nó khác. Giờ có gia đình rồi, cơm áo gạo tiền phải nuôi gia đình nữa, tội lắm. Điều đó chứng minh một điều là anh này cưới vợ xong anh thấy cuộc sống bị tha hóa. Khi mà có phụ nữ vô làm cuộc sống của đàn ông bị tha hóa. No vô mình thế thôi. Ví dụ như một xíu cùng đàn vô đây á, xong rồi anh dập cho cùng đàn vô, nhưng mà anh chỉnh hình xong hết anh ép cái ra vô rồi chuyển khoản tin nhận tiền giao hình, đúng không? Sao bye bye. Đây là những lúc sống ảo. Có đi xuống không cho chị đi xuống kêu chị cả để cho. Đây sẽ là behind the scene của những cái tấm hình sống ảo trên Facebook. Đây là một nè. Facebook là Cường Đoàn. Đây là Facebook là Giang Khoan. Giới thiệu sơ mấy xe là làm cái gì chị Giang? Chiếc BMW 735 thì Raptor đã thực hiện việc dán phim, dán BBS, dán nẹp chrome. Mafia nên tất cả chi tiết cho mà con đều được dán đen hết rồi. Úi trời.
để em tiêu nữa. Rồi đẹp luôn. Nó phải làm một bít quá anh Nguyên ơi. Quá đẹp luôn. Thế gọi là quá tuyệt vời luôn. Em.